Chào các bác, video clip hôm nay em đặt trần lên sóng một siêu phẩm, một em Tech A7030 trơn, một model có thể nói là tuyệt hay, một model được rất là nhiều anh em chơi, sưu tầm cũng như là tìm kiếm. 7030 trơn là một cái model đẳng cấp nhất cũng như là hay nhất trong dòng những cái model 7030 nhá. Nó có đời trơn này, đời GSL, rồi đời SL, đời MK4 đấy. Tuy nhiên cái con trơn này được anh em đánh giá là chất âm nó hay nhất. Nó hay nhất bởi vì sao? Bởi vì cái thiết kế của nó một trong những cái thiết kế đời đầu. Cái thứ hai là cái phần mạch âm sắc nó làm rất kỹ. Cái thứ ba cũng là cái rất là quan trọng, cái phần đầu từ của 7030 trơn, nó là đầu từ sắt cho cái tiếng rất dày và mộc. Nếu như các bác chơi chuyên sâu thì các bác không thích nghe đầu từ thủy tinh đâu, các bác chỉ thích nghe đầu từ sắt thôi, tiếng rất hay. Con này là đầu từ sắt và bên đặt trần đã kiểm tra rồi, đầu từ của nó mới, phải nó mới đến 98%, mới như chưa xài luôn. Và tổng thể con máy, mời các bác chúng ta cùng xem. Con này thì sau đặt trần về đấu mạng về, hàng về trong cái tình trạng đẹp, đẹp chỉ thiếu xốp thôi. Thưa các bác, đầu tiên là sẽ quay cho các bác cái phần vỏ gỗ. Vỏ gỗ này zin nguyên bản và mộc mạc theo thời gian. Đây, những cái vân gỗ rất là mộc của 7030. Đấy các bác này. Kể cả những cái ốc bu lông này là bằng sắt hết, chứ có đời G nó là bằng nhựa thì nó yếu ớt, nó sẽ không khỏe như này. Đấy, 7030 trơn cho một cái phần âm sắc cực kỳ là hay. Tiếp theo đó là cái phần mặt mũi. Về cái phần mặt mũi đây, em này mặt rất là đẹp, mặt nhôm phay màu trắng, có những cái đường vân ngang nổi khối. Con này mặt đẹp không tì vết luôn, trắng nõn là. Và một cái cỗ máy sinh năm, ra đời khoảng những năm 1969 nhưng 1970-71, khoảng 55 tuổi đời rồi. Để các bác xem giúp em phần bánh đà đây, nó mới như thế nào, với những cái đường họa tiết vân trải tia, có thể nói là mới cứng luôn. Các cái cần, các cái trục này. Đây, rồi bên này phần bánh tì nhá, đây còn nguyên cả vân trải tia này, rồi cái phần trục bu ly này. Đấy, gần như là chưa có xài, còn trắng bóc luôn. Tiếp theo thì model 7030 ở đây. Phía dưới thì chúng ta sẽ có cái phần khay âm sắc. Đấy, hai volume dành cho đường mic và đường line, hai cụm đồng hồ vu rất là đẹp. Đây, phần volume out này đây. Đây, model là Tech A7030. Đây. Đấy, các cái chi tiết, các cái phần khay ở dưới đây rất là đẹp và sắc nét. Đấy. Ở đây là cái phần lắp lưng em đã tháo rồi. Và bây giờ mời các bác chúng ta sẽ xem phần nội thất của 7030 này. Con này thì vâng, nội thất của nó tuyệt đỉnh luôn, với cái sắt xi 7 màu. Các bác nhìn nhá, một cái con máy các bác chỉ nhìn giúp em là cái phần sắt xi ở bên ngoài này, chỗ này là nó sẽ bị tiếp xúc với ánh sáng, nhiệt độ, môi trường nhiều nhất. Tuy nhiên nó còn đẹp như này thì chắc chắn là bên trong nó còn cực kỳ là mới rồi. Đấy, có đường line in, một đường line out này, rồi hệ thống các cái dây cáp kết nối từ khay trên xuống khay dưới. Con này thì ra đời vào những năm 1970 thưa các bác. Đây, model 7030. Đấy, model 7030 đây các bác ơi. Con này thì chạy đa cầu điện, bên em đang để nguồn 220V. Và đây là cái phần cơ phía trên của máy. Đây, phần cơ rất đẹp với những sắt xi 7 màu, có thể nói là đẹp cứng cựa luôn. Đấy, đẹp không tì vết luôn. Quá là mới. Bây giờ em sẽ đây tổng thể phần hậu. Còn bây giờ em sẽ tháo cái phần đầu từ ra cho các bác xem. Đây là cái phần lắp cốp hàm từ thì em sẽ tháo ra đã. Con này đẹp xuất chúng. Cách đây hôm trước, cách đây khoảng 3 ngày có lên một con 7030G thì em đã bán ngay rồi. Đấy, hôm nay về một con này trơn. Đấy. Đáng lý ra thì cái giá của nó thì phải hơn, tuy nhiên thì em cũng chỉ bán đồng giá con G thôi. Đây là cái phần mặt hàm từ. Con này thì ra đời những năm 70, tuy nhiên cái hàm từ của nó rất mới. Và bên kia người ta gần như là chưa xài luôn. Toàn bộ những cái sơn, những cái vệt sơn nghiêm phong ở trên ốc đây vẫn còn đầy đủ nhá. Đấy, vẫn còn đầy đủ. Và đây là cái phần mặt từ, các bác nhìn giúp em. Đây ạ, nó chưa có cái dấu băng chạy đâu. Đấy. Cái này quay thì hơi khó vì cái ánh sáng của nó sẽ rất là lóa. Tuy nhiên thực tế thì em sẽ bao đẹp cho các bác. Đấy, mới về 98% cái cụm hàm từ này. Chưa xài luôn. Đấy, chưa xài luôn. Đây, tổng thể đây. Đấy, zin 100%. Đấy, chân jack connect còn rất là mới, trắng và sáng. Đấy, trắng và sáng. Bây giờ thì em sẽ mời các bác chúng ta sẽ quan sát một chút về cái khay âm sắc này nhá. Các bác chờ em một chút, em sẽ tháo ra. Thank you.
Vâng, xin lỗi đã để các bác chờ lâu. Và đây chính là cái khay âm sắc. Đấy, bên em đã vừa tháo ra. Các bác nhìn cho mới cứng con như nào luôn. Đấy, đẹp chưa có xài luôn. Đấy, bây giờ thì mở ra này để các bác xem các cái phần chi tiết linh kiện ở bên trong của máy nhá. Đây là riêng cái phần âm sắc thôi. Còn chúng ta sẽ không nói đến cái phần cơ kia. Riêng cái phần này thì hệ thống linh kiện của nó đã quá nhiều rồi. Đây, mới cứng và zin nguyên bản 100%. Có hai con sò kích của Toshiba chữ đỏ luôn. Đấy, giống như là trên một chiếc âm ly cổ của Samsung. Đấy, hệ thống này vỉ mạch rất đẹp. Những cái chiết áp đây, những cái volume chiết áp đây. Còn óng ánh 7 màu luôn. Đấy, mạch còn rất sáng. Như vừa sản xuất ngày hôm qua, có thể nói là mới cứng cựa luôn. Sản phẩm này thì bên em có giá bán là 24.500.000 đồng. Các bác quan tâm thì alo cho em. Đấy, rất là đẹp luôn. 24.500.000 đồng. Shop có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc. Đấy, giá sản phẩm không bao gồm phí ship thưa các bác. Xin chào và xin hẹn gặp lại.